một người đàn ông 56 tuổi đã chết trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 5 tháng 12 năm 2018. Khoảng 16 giờ cùng ngày, nạn nhân chạy xe máy trong làn ô tô trên quốc lộ 1A hướng từ Thủ Đức đi quận 12. Khi đến gần giao lộ với đường số 14, xe máy đã va chạm với xe container chạy cùng chiều bên trái. Tai nạn khiến người đàn ông ngã đập đầu xuống đường, chết tại chỗ. Nhận thông tin, công an quận Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sự cố đã làm cho giao thông trên quốc lộ 1A ùn tắc.